Vụ cướp taxi xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 30 tháng 9 trên đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe taxi mang biển kiểm soát 60A15747 do tài xế tên Hoàng Hương Hoa 42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, điều khiển chở theo hai vị khách và được yêu cầu chở đến đường Tân Hiệp 17. Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường. Khi tới con đường vắng vẻ, hai thanh niên chưa rõ danh tính đã dùng dao kề vào cổ của tài xế để cướp tài sản. Nhanh chóng giật được con dao từ tay đối tượng, tuy nhiên tài xế bị dao cắt đứt gân tay rồi nhanh chóng tung cửa chạy vào nhà dân cầu cứu. Riêng hai đối tượng sau đó đã cướp đi 9 triệu đồng cùng 3 chiếc điện thoại rồi nhanh chân bỏ trốn. Tài xế taxi đang được cấp cứu tại bệnh viện. Đến 8 giờ 30 sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng đồng thời truy bắt hung thủ gây án. Riêng anh Hoa được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đứt gân tay, mất máu nhiều đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.